Vậy bye bye, tớ thăm mình luôn bạn. Ok, nhiệm vụ tiếp theo là gì đây ta? Mà mình cũng mới hốt được chiếc này từ bên cái khu khá là đông người. Ok, giờ làm thả một mạch qua luôn các bạn ơi. Quá dữ. Xe này mình khá là thích. Yep. Vô. Hót lọt. Cọc 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 cọc. Phải cất đi cửa sau mà để mình gõ cửa trước mày. Không nạn. Ê, quýnh lộn mày. Ghe nó nhiều quá bạn, mình sẽ đi qua luôn. Mới vô đã hết rồi. Hết cục điện. Ôi trời, xe lết quéo dữ vậy. Phải cướp xe lết quéo dữ vậy bạn. Ừ, chứ có khá là nhiều chiếc xe đồ nha bạn. Mình có thể lấy mình đem. Điều đó, quạng vung nữa. Đó, nó tung mẹ luôn. Ê, bớt kỳ sự nha. Ngồi vô đây làm gì? Nó làm gì vậy? À, đón. Thằng này nó đón thằng này bạn ơi. Nên chở thằng đó về. Lượng đi, lượng lắp liền mà. Tao quẹo trước mà đi chó này. Mất chết mày. Đó nữa. Ok. Tới nhà nó rồi bạn ơi. Mình sẽ lên gõ cửa nó bạn. Không. Ê, tao làm gì đâu chửi ghê vậy hả? Cốc cốc cốc. Thôi, phải chửi. Chửi bạn, rồi mình sẽ dí theo cái thằng này không ta? Đúng rồi, dí theo, mình lên xe mình dí bạn. Ây, 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 đi. Chi đuổi tốc độ cao, ôi, đuổi. Kiểu như chi đuổi tốc độ cao các bạn. Mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, đua má mày. Mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi. Đồ, mon, chưa chết, chưa chết, chưa chết. Ôi, 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 ôi. Lên, 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 người em, lên, người này. Né ra coi, né. Né. Nó đâu rồi, đi theo đường đó các bạn, chi đuổi tốc độ cao. Còn liền cái nó quẹo cơ các bạn. Á, à, điên này của mày luôn rồi con. Mày xạo liền. Tao phải dí theo đường của mày là được ok đâu. Rồi mà nó tung người các bạn. Ôi, chết con. Trời, quả chiếc xe kia kìa. Nó bay lên luôn các bạn, phải kẹt. Rồi rồi. À, ơi ơi, thì lên đây chậm quá bạn. Mình phải vòng qua nó hả? Nó đâu rồi? Nhìn này đi chỗ nào các bạn ơi? Đây. Đây, tuân thủ luật giao thông xíu mày ơi. Cái xanh. Ơi. Ơi ơi ơi, thịt con mẹ. Nó chạy kìa. À, lên xe anh em. Tao lái là mày khỏi lo. Cứ lên xe lưng tao ngồi là ok. Sau ghế tao chắc lắm. Mày chạy coi, mày chạy được không? Bắn chết mẹ nó cho em. Bắn chết mẹ nó. Còn kia bắn gà quá rồi.